nhất là cái cơ sở để thành lập dự án thì kính thưa các thầy cô thì xuất phát từ cái tình hữu nghị giữa hai quốc gia là việt nam và nhật bản thế và cái điều hết sức quan trọng mà người bạn người đồng nghiệp hết sức là thân thiết của các bác sĩ cũng như bệnh nhân việt nam đó là tiến sĩ bác sĩ Masao Hashimoto. Thì các thầy cô được sự đồng ý của bác sĩ Masao Hashimoto thì chúng tôi có trích dẫn lại cái email mà khi mà bác sĩ Masao Hashimoto gửi chúng tôi năm 2015 đó là muốn thành hội viên của Hội Việt Nam và muốn triển khai cái dự án và chương trình hợp tác. Thế sau đó thì giáo sư Ngô Quý Châu có trao có có giao cho tôi là sẽ kết nối với bác sĩ Masao Hashimoto để cùng triển khai thế và khi mà nhóm kỹ thuật để chuẩn bị cái chương trình uh, dự án thì văn kiện dự án thì cũng uh, đề xuất cái dựa trên cái bối cảnh tức là cái mô hình bệnh tật ở Việt Nam thay đổi bên cạnh các bệnh phổi nhiễm trùng thì có các bệnh phổi không nhiễm trùng trong đó có các bệnh lý về ung thư phổi và trung thất và những cái khó khăn về chẩn đoán và điều trị uh, chúng ta cũng đã được uh, nghe và và đề cập uh, những cái uh, uh, tiến bộ về kỹ thuật mới thì trong đó có uh, EBUS-TBNA và ebus tbrb như phần trình bày của bác sĩ masao Hashimoto thì cũng đã đề cập về những cái ưu điểm và những cái tiến bộ mà các nước châu ở mỹ thì hiện tại là họ áp dụng rất là nhiều à, nhật bản thì là một trong quốc gia đầu tiên đưa vào áp dụng cái kỹ cái, cái thuật mới như thế này thế thì đối với những trường hợp mà hạch trung thất hoặc là những cái tổn thương phổi ngoại vi thì ở việt nam thì thông thường thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì thông thường là một là có thể sinh thiết xuyên vách phế quản đối với các tổn thương phổi ngoại vi hoặc là chúng ta sẽ sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của các lớp vi tính hoặc những cái tổn thương mà hạch ở trung thất thì chúng ta có thể là sẽ phải nhờ các thầy thuốc ngoại khoa tiến hành mổ nội soi lồng ngực hoặc là nội soi trung thất để mà mà lấy được cái hạch để lấy được bệnh phẩm để chẩn đoán thế thì sau khi mà nhóm kỹ thuật submit cái dự án lên bộ hợp tác của Nhật Bản thì đã được thông qua thông tin chung dự án đây là dự án đào tạo về kiến thức cũng như cái kỹ năng thực hành về nội soi phía quản ống mềm và nội soi phế quản siêu âm dành cho các bác sĩ và điều dưỡng trên ngành hô hấp của Việt Nam và thời gian bắt đầu dự án là từ tháng 7/2017. Địa điểm đào tạo thì thứ nhất là điều đào tạo tại NCGM của Nhật Bản và đào tạo tại chỗ thông qua các workshop. Phần giới thiệu của bác sĩ Masao thì cũng đã đề cập về trung tâm quốc gia và sức khỏe toàn cầu của Nhật Bản thì khóa học sẽ được tổ chức tại đó với sự hỗ trợ triển khai tham quan cũng như là viết sách các cái tài liệu đào tạo về nội soi phế quản và kết quả của dự án thì báo cáo với các thầy cô thì đây là một trong dự án mà thành công nhất và như phần uh, giới thiệu thì uh, thầy Châu cũng đã đề cập thì đây là cái dự án mà đã được là chọn làm điểm và tiến sĩ uh, Masa Hashimoto đã đại diện để trình bày trước bộ hợp tác Nhật Bản về những cái kết quả đạt được cũng như là chia sẻ uh, làm thế nào để đạt được cái mức thành công uh, vang dội như vậy. Thì với những cái chỉ tiêu của dự án thì đã cho đến thời điểm hiện tại thì đã đưa được gần 30 bác sĩ và điều dưỡng và năm nay trong kế hoạch sẽ tiếp tục có khoảng gần 20 bác sĩ điều dưỡng sẽ được đến MCGM Nhật Bản để đào tạo và các bệnh viện từ Nam Chí Bắc thì đã được hưởng lợi từ dự án đào tạo về kỹ thuật nội soi, phụ phí quản ống mềm, nội soi, siêu âm, rồi sinh thiết xuyên thành khí phế quản vân vân thế thì với cái kết quả của dự án đã giải đều thì chúng tôi cũng rất là mong muốn và hy vọng rằng là à, ba miền có miền bắc à, đặc biệt là trung tâm hấp bệnh viện bạch mai miền à, nam thì có bệnh viện trợ rẫy bệnh viện phạm ngọc thạch và bệnh viện đào y dược thành phố hồ chí minh miền trung thì sẽ triển khai tại ba cái đơn vị chính đó là bệnh viện trung ương huế bệnh viện đào y dược huế và bệnh viện ung biếu đà nẵng ở khu vực phía bắc thì ngoài bệnh viện bạch mai thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cũng như kết nối cho bệnh viện phổi trung ương bệnh viện ca trung ương bệnh viện đào y hà nội và bệnh viện K74 trung ương các cái khóa đào tạo tại Nhật Bản thì trong thời gian là 3 tuần và gồm có ekip, có bác sĩ và điều dưỡng đào tạo về nội soi hông mềm, rồi phí quản siêu âm, rồi các cái kỹ thuật về sinh thiết. Bên cạnh đó thì các cái workshop tổ chức tại Việt Nam thì trong đó thì báo cáo các thứ quý thầy cô là bác sĩ Masao Hashimoto là thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Nhật Bản và thường xuyên là là đi lại như con thoi uh, cầu nối và đào tạo tập huấn cầm tay chỉ việc cho rất rất nhiều bác sĩ số lượng bác sĩ mà đưa sang Nhật thì uh, đã là rất lớn rồi. Thế tuy nhiên là mỗi một lần uh, tiến sĩ sang Việt Nam, sang thành phố Hồ Chí Minh, sang bệnh viện Bạch Mai, sang uh, bệnh viện Trung Huế để làm workshop ấy, thì rất nhiều bác sĩ và điều dưỡng đã được tiếp cận kỹ thuật mới và được hưởng lợi Thế và mỗi một lần sang thì chúng tôi cũng đã bố trí những cái ca kỹ thuật để mà tiến sĩ Masao Hashimoto có thể kết hợp. Và trước khi lên tham dự hội nghị Hội hấp Việt Nam tại Hạ Long thì chúng tôi, tiến sĩ Masao Hashimoto cùng với chúng tôi có làm can thiệp cho một cái trường hợp là khối u ở khí quản rất lớn và gây bít tắc gần như là hoàn toàn cái khí quản. Bệnh nhân thì rất là trẻ tuổi sau khi mà đặt nội khí quản ống cứng chúng tôi dùng điện đông can thiệp xong và chúng tôi đã đặt stent thành công cho bệnh nhân sau đó thì toàn bộ ekip chúng tôi chuyển sang để để hậu phẫu và chúng tôi chuyển đi công tác ở Hạ Long thế thế và đối với dự án thì chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ phải nói là rất trí tình và cái đơn vị luôn luôn đồng hành với hội hấp việt nam với trung tâm hợp bệnh viện đình mai và các bệnh viện trong cả nước trong cái việc phát triển cũng như ứng dụng các kỹ thuật nội soi đó là công ty olympus mà hôm nay thì có mặt trong đây có uh, uh, ông uh, hiroki lagata là giám đốc marketing của olympus việt nam thì đã luôn đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong cái việc triển khai các cái workshop các khóa đào tạo uh, mang máy đến rồi hướng dẫn rồi mang các vật tư tiêu hao các kim sinh thiết hỗ trợ và đồng hành của với các hoạt động của hội khi mà triển khai các hoạt động. Thế và định hướng uh, kế hoạch triển khai dự án trong năm tiếp theo thì chúng ta đang ở giai đoạn 1. Giai đoạn 1 thì có bốn cái nội dung chính sau đây. Thứ nhất là đào tạo chuyển giao kỹ thuật nội soi phế quản, uh, nội soi phế quản siêu âm, nội soi can thiệp và nội soi lồng ngực. Thứ hai nữa là trao đổi uh, nhân viên y tế, bác sĩ điều dưỡng, các chuyên gia Nhật Bản sẽ sang Việt Nam giảng dạy và đưa các bác sĩ và điều dưỡng Việt Nam sang Nhật học tập cái mục thứ ba là viết sách cũng như là atlas về nội soi phế quản nội soi can thiệp nội soi lồng ngực à, giai đoạn này thì là sẽ bằng tiếng việt và cái uh, nội dung thứ tư đó là xây dựng trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai trở thành trung tâm đào tạo về nội soi phế quản nội soi lồng ngực và tiếp nhận các cái học viên đến từ các bệnh viện trên toàn lãnh thổ việt nam đến đấy học tập và sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo và như phần trình bày của tiến sĩ Masao Hashimoto cũng đã đề cập các bệnh viện mà mong muốn triển khai nội soi thì có thể liên hệ với ban quản lý dự án thông qua và chúng tôi sẽ hỗ trợ đồng hành cũng như là đến tận nơi để có thể chuyển giao kỹ thuật được. Về kế hoạch dự án trong giai đoạn 2 thì giai đoạn này đóng vai trò hết sức quan trọng và trong văn kiện của dự án đã được nộp lên Bộ Y tế, Bộ Y tế cũng như là Phúc lợi Nhật Bản thứ nhất là sẽ tiếp tục cái đào tạo về nội soi cho các bác sĩ trên toàn lãnh thổ Việt Nam cũng như là khu vực Châu Á Thái Bình Dương, khu vực Đông Nam Á nếu họ muốn sang học tập và đào tạo là sẽ sẽ có thể là hỗ trợ đào tạo được, à, cái tiếp tục là viết sách cái atlas về nội soi phế quản, nội soi can thiệp, nội soi lồng ngực nhưng mà sẽ xuất bản bằng tiếng Anh và đây là cái tài liệu đào tạo cho các học viên đến từ Đông Nam Á đến từ Châu Á Thái Bình Dương và học về nội soi phế quản siêu âm cũng như là nội soi can thiệp thế và nội dung thứ hai là xây dựng trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai sẽ trở thành cái nơi tiếp nhận đào tạo cấp chứng chỉ quốc tế về nội soi phế quản nội soi lồng ngực cho các nước khu vực châu á thái bình dương thế và hôm nay thì các thầy cũng biết là trang thị châu cũng sẽ trao đổi về cái tổ chức apipa hội hội nghị và cái hội hiệp hội về nội soi phế quản siêu âm của khu vực châu Á thái bình dương mà thầy Châu cũng là một trong thành viên trong ban điều hành thì sẽ tiếp tục là xây dựng để phát triển uh, cái lĩnh vực nội soi ở Việt Nam. Anh xin có ba cái điểm kết luận như sau. Điểm kết luận thứ nhất là dự án thành công với nhiều các cái chỉ tiêu chuyên môn vượt mức và kết quả đào tạo tập huấn nó không những giúp cho nâng cao trình độ chuyên môn mà còn mở rộng cái, cái cách tiếp cận cho các bác sĩ cũng như điều dưỡng ở Việt Nam và dự án được thực hiện với tâm huyết đặc biệt là của tiến sĩ bác sĩ Masao Hashimoto với sự hỗ trợ rất lớn của công ty Olympus và cái sức lan tỏa cũng như là cái hiệu quả rất lớn và đây là cái minh chứng cho cái 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 tinh thần và cái mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai quốc gia hai đơn vị và hai hiệp hội đó là hội hấp việt nam mcgm cũng như là hội nội soi nhật bản phần trình bày của em đến hết em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe